Thưa quý vị, sau khi ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trở lại từ ngày 18 tháng 6, hiện nay các biện pháp phòng chống dịch đang được Đà Nẵng tập trung cao độ, tranh thủ thời gian để sớm khống chế, ngăn chặn dịch lây lan diện rộng. Đây là khu vực phong tỏa mềm tại tổ dân phố 100 thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Ngay sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 vào tối ngày 21 tháng 6, khu vực này đã được phong tỏa mềm, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại. Hàng ngày, tổ công tác COVID-19 cộng đồng tại đây thường xuyên nhắc nhở người dân tuân thủ phòng chống dịch, thực hiện khai báo y tế. Nói chung là người dân ở trong tổ là 100% là chấp hành tốt. Từ ngày 21 đến hôm nay, coi như người dân là không có mà đi ra đi vô chứ, không có tụ họp đám đông. Và quán xá giờ đều đóng cửa. Ngoài quận Liên Chiểu thì hiện nay các biện pháp truy vết, xét nghiệm để khoanh vùng, ngăn chặn dịch lây lan cũng đang được các địa phương tiến hành khẩn trương. Trong đó, tại điểm nóng quận Thanh Khê thì ngành y tế thành phố cũng đã huy động lực lượng để hỗ trợ. Trong ngày hôm nay, quận tiếp tục truy vết 40 trường hợp F1, F2 và đã tiến hành hơn 1.200 mẫu xét nghiệm. Đối với là trong cái vùng cách ly y tế thì quán triệt luôn là người cách ly người, nhà cách ly người, nhà. Để không cho cái tình hình dịch bệnh nó lây lan và tiếp tục là phát sinh. Cũng theo thông tin từ quận Thanh Khê thì hôm nay qua xét nghiệm tại khu vực Tam Giác gồm các tuyến đường Lê Duẩn, Hoàng Hoa Thám, Lý Thái Tổ thuộc địa phận hai phường Thạc Gián và Tân Chính đã phát hiện thêm 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi phong tỏa cứng thì hiện các biện pháp phòng chống dịch tại khu vực này đang được các lực lượng chức năng siết chặt theo đúng quy định. Hiện nay, ngành y tế và các địa phương đang tăng tốc điều tra dịch tễ, truy vết, xét nghiệm cũng như là tiến hành các biện pháp khác để mà kiểm soát được dịch bệnh. Ngành y tế cũng đề nghị người dân, đặc biệt là những trường hợp có liên quan đến các ca bệnh thì cần chủ động liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.